Rồi, hello, xin chào cô chú anh chị nha. Ngày hôm nay là ngày 30 tây tháng 5 và Bò Vinh rất vui gặp lại cô chú anh chị trong cái video mới này nha. Thì trong video ngày hôm nay cô chú anh chị, Bò Vinh sẽ giới thiệu đa số là bò đực và bò mẹ con ha. Còn đầu tiên, ở lô số 1 này, Bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị hai con bò đực 3B, một con 3B kem, đầu trắng trắng đó cô chú anh chị, và một con 3B đen ha. Thì cặp bò này nó xem chiều cao với nhau nè. Cô chú anh chị để ý ha. Thì cái con 3B đó cô chú anh chị, 3B trắng đó, anh chị thích kêu kem cũng được ha. Thì một số nơi thì kêu làm 3B kem nè, đầu nó bong bong nè cô chú anh chị. Có đốm trắng ở giữa trán luôn ha. Và nó cũng rất là lực, rất là pin luôn, xương cối. Cặp bò này dàn xương rất tốt cô chú anh chị. Dài hở lưng đôi, mông thì cái khía ha. Chiều cao thì xem nhau cô chú anh chị. Còn 9-6, còn 9-8 ở chỗ vai trước thấp nhất ha. Còn lùn tháng thì hai bò này tầm khoảng là 7 tháng. Cái con kem sừng hơi dài dài, mẹ nó kem sừng của chú anh chị. Nên là nó sừng hơi dài dài vậy thôi. Nó cũng tầm khoảng 7 tháng thôi à. Thì cặp bò này khá là đẹp đó cô chú anh chị. Anh chị nào thích kiếm cặp bò đẹp đẹp thì lô bò hai con này Bò Vinh nghĩ cũng rất là ok. Con 3B đen thì lưng dai đồ rất là hở, rất là pin luôn cô chú anh chị. 3B đen dần dai dần lưng bóng lưỡng, đùi mông dai lưng rất là ok, cổ cần ngắn khúc này, con này. Còn con kem á cô chú anh chị thì nó không có mấy gì bóng bằng, nhưng mà nó cũng rất là lực cô chú anh chị. Xương thì hai con dàn xương rất tốt ha, rất bự. Còn về giá tiền cô chú anh chị thì Bò Vinh cũng xin báo giá luôn ha. Cặp bò này Bò Vinh xin bán với giá là 23 triệu cô chú anh chị, 23 triệu. Thì anh chị nào cảm thấy nghĩ alo cho Bò Vinh liền ha, qua cái số điện thoại là 0366356635 hoặc là cái số điện thoại là 0766856685 ha. Thì hai số Bò Vinh bữa nay mở hai số đi cô chú anh chị. Nhiều khi anh chị điện vô cái số 0366356635 máy bận á, thì chịu khó điện dùm cho Bò Vinh cái số 0766856685 ha. Rồi cái lô bò này Bò Vinh xin nhắc lại ha, chiều cao là 9-6, 9-8. Còn về giá tiền đó cô chú anh chị là 23 triệu ha. Đây là lô số 1 ha. Còn bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo. Lô số 2 nha. Rồi, ở lô số 2 thì Bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị hai con bò đực xin, than xin khú cô chú anh chị. Thì cặp bò này giống như hai anh em vậy cô chú anh chị, y trang ha. Thì chiều cao á, thì cái con ở ngoài đó cô chú anh chị nó cao hơn con phía bên trong chút xíu ha. Con bên tay trái của chú anh chị chiều cao của nó là 1m13 ha, còn con bên tay phải là 1m08 ha cô chú anh chị, ngay chỗ thấp nhất nha. Thì hai bò này hai được xin khú của chú anh chị nào mà ở cái khu vực nào có đất rộng rộng thì mấy bò này thả rất là ok nè cô chú anh chị. Bò cũng rất đẹp ha, bóng mướt, thì anh chị nào thích dỗ bò xin thì cũng bắt dỗ bình thường ha cô chú anh chị ha. Thì giá tiền thì cặp bò này nó cũng rất là mềm cô chú anh chị. Bò Vinh cũng xin báo giá nhanh luôn ha. Hai bò này Bò Vinh xin bán với giá là 21 triệu ha cô chú anh chị. 21 triệu. Thì cô chú anh chị cảm thấy nghĩ thì alo cho Bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635 ha. Hoặc là cái số điện thoại 0766856685 ha. Thì hai con bò này cô chú anh chị tầm khoảng là 12 tháng. Và cái thịt thà của nó thì cũng còn tương đối nhiều nè cô chú anh chị. Cũng bóng mướt ha. Rất là bóng của chú anh chị, cặp bò này bóng mướt dữ lắm. Và có điều cái thì nó cũng không mấy gì mập của chú anh chị, nó cũng roi roi à. Thì anh chị xem xét giùm cho Bò Vinh ha. Một con 1m13, một con 1m08 ha. Xương giò xương cẳng rất là thẳng của chú anh chị. Còn cạnh đuôi thì rất to nghe của chú anh chị. Hai bò này cạnh đuôi bự. Và nói chung thì mẫu bò thì nhìn nó cũng bắt mắt ha của chú anh chị ha. 21 triệu cho cái lô bò hai con này ha. Còn bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo nữa. Lô số 3 nha cô chú anh chị. Ở lô số 3 thì Bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị là đầu tiên là con đực xin. Đực xin này mẫu rất đẹp cô chú anh chị. Anh chị nào mà kiếm mẫu nuôi để bò phối tinh đó cô chú anh chị, nguyên cái đàn bò của mình đó, thì con này thì rất là ok nè. Dài hở lưng đôi, bò đúng chuẩn bò xin cấy của chú anh chị.
Bò đó chiều cao ngay chỗ thấp nhất, quằn nhất của nó đó là 9 tấc 8 nha cô chú anh chị. Và tiếp theo thì con ba bê này, ba bê này ba bê muối mà loại xương bự nè cô chú anh chị. Chiều cao của con bò này là 1m02 ha, ngay chỗ thấp nhất nha cô chú anh chị. Thì Bò Vinh không có thời gian nên Bò Vinh bỏ vô quay chung vậy đó cô chú anh chị. Anh chị chịu khó theo dõi giùm ha. Chút xíu nữa anh chị thích bắt ba bê thì bắt, bắt được xin thì bắt ha. Rồi tiếp theo nữa thì con bò này, bò này thì chiều cao của nó là 9 tấc 9 nè cô chú anh chị. 9 tấc 9. Thì anh chị nào thích bắt cặp ba bê thì Bò Vinh xin nói lại ha, con 1m02, con 9 tấc 9 ha. Nói chung thì ba con bò này cũng là thuộc dạng như xương cối và rất đẹp ha cô chú anh chị. Con được xin này thì chỗ quằn nhất thấp nhất sau lưng cái gu của nó đó cô chú anh chị là 9 tấc 8 nha. Con chính giữa nè cô chú anh chị là con ba bê muối loại xương to đó cô chú anh chị, chứ không phải loại xương nhỏ ha. Còn con bên đây là ba bê bình thường, con bên trái là ba bê bình thường thôi, nhưng mà nó rất đẹp ha. Cổ cần dai lưng nè cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị quan sát ha, đi đứng dò cẳng của mấy con bò này thì rất là nghiêm chỉnh ha. À, cặp ba bê thì mẫu, mẫu chuẩn luôn cô chú anh chị, xương to bóng mướt nha cô chú anh chị ha. Đặc biệt thì con đít muối này thì dàn xương nó rất là tốt, dàn lưng nó thì rất hở, rất pin luôn. Thì chiều cao của cặp ba bê thì Bò Vinh xin nhắc lại ha, con 1m02, con 9 tấc 9 mét ha. Giá tiền của bò, cặp bò ba bê đó cô chú anh chị thì Bò Vinh xin báo luôn ha, Bò Vinh xin bán với giá là 28 triệu nha cô chú anh chị, 28 triệu. Còn con được xin đó cô chú anh chị thì Bò Vinh xin bán với giá là 8,5 triệu ha, 8,5 triệu. Thì cô chú anh chị cảm thấy nghĩ thì alo cho Bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635 ha. Cặp bò ba bê rất đẹp, anh chị nào bắt về thì nuôi là rất là ok luôn á, dàn xương nó rất bự cô chú anh chị. Luồng tháng thì mấy bò này tầm khoảng 7 tháng, 8 tháng hay cô chú anh chị. Cặp ba bê thì Bò Vinh xin báo lời cái giá ha, 28 triệu cho cặp ba bê ha. Cạnh đuôi rất là to đó cô chú anh chị, cặp bò này rất chuẩn, mẫu chuẩn ha. Còn có được xin là 8,5 triệu ha. Rồi bây giờ thì mình qua cái lô tiếp theo nữa, lô số 4 ha. Rồi ở lô số 4 thì Bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị một cặp kem lấu ha. Sừng nó quá trời dài luôn cô chú anh chị, với mẫu mã nó cũng mấy gì đẹp ha. Chiều cao của hai bò này nó xem nhau luôn, 1m06, 1m07 bò cô chú anh chị. Luồng tháng thì cặp bò này chắc cỡ 5 tuổi rồi. Anh chị nào mà kiếm những con đực xác mà mẫu mã nó cũng không có yêu cầu gì nhiều đó thì cặp bò này Bò Vinh nghĩ rất là ok. Giá tiền nó cũng rất là mềm đó cô chú anh chị. Cái con xám xám này trên đường cổ nó có cái lằn đen đen đó cô chú anh chị, thì do cọng dây nó dướng vô thôi, nó cũng hết rồi cô chú anh chị, yên tâm ha. Thì chiều cao thì Bò Vinh xin nhắc lại ha, cặp bò này thì một con là 1m06, con là 1m07 và tuổi đời thì gần 5 tuổi. Con màu xám đậm đó cô chú anh chị, thì cái lông trên đường cổ nó cũng hơi dài dài ha. Tướng tá thì có sao Bò Vinh quay dậy ha, đi đứng thì ngon lành. Thì giá tiền thì cặp bò này Bò Vinh cũng xin báo luôn ha, hai bò này Bò Vinh xin bán với giá là 19,5 triệu nha cô chú anh chị, 19,5 triệu. Thì cô chú anh chị cảm thấy nghĩ thì alo cho Bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635 ha. Móng giò móng cẳng thì rất là nghiêm chỉnh, ăn uống khỏe mạnh ha. Trên cổ của con bò màu xám đậm thì có một lần giống như bị khuyết cái cọng dây vậy thôi cô chú anh chị, nhưng mà đã hết rồi ha. Bò Vinh tháo ra thì cũng thẹo, nó cũng có đến nỗi gì. Tướng tá thì cũng coi được được, nhưng mà nó cũng không có mấy gì đẹp đó cô chú anh chị. Mấy bò này gắn cặp sừng vô quá dài, kiểu như bò lấu lấu vậy nè ha. 19,5 triệu cho cặp bò này ha. Còn bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo, lô số 5 nha cô chú anh chị. Rồi ở lô số 5 thì Bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị cũng là một cặp bò được kem xác ha. Con bên trái chiều cao là 1m16 cô chú anh chị, còn con bên phải chiều cao là 1m1 ha. Thì cặp bò này thì màu lông, màu da nó mướt hơn cặp vừa rồi cô chú anh chị, nó dễ coi hơn ha. Thì anh chị nào mà kiếm mấy bò xác giá tiền mềm mềm thì nói chung cái cặp bò này giá tiền nó cũng rất là ok đó cô chú anh chị. Chiều cao có, tuổi đời cũng cứng tháng rồi nè. Hai bò này cũng gần 5 tuổi rồi cô chú anh chị. Con này 1m16 nè, xương thì khá to nhưng mà cái đùi, cái mông nó nhọn tim ha cô chú anh chị.
nó không có thịt thà gì nhiều. Móng giò móng cẳng thì mấy bò này rất là nghiêm chỉnh ha. Này mét mốt nè cô chú anh chị, nó hơi có bụng tí xíu thì anh chị xem xét ha, tại nói chung nó cũng chiều cao nó hơi so le với nhau đó cô chú anh chị bắt về thì nó hơi cao thấp chút xíu ha, con mét 16 con mét mốt nó cũng hơi chênh lệch, còn móng giò móng cẳng thì nghiêm chỉnh, đặt lỗi không có ha cô chú anh chị. Rồi bò Vinh cũng không làm mất thời gian cô chú anh chị, bò Vinh xin báo giá luôn ha. Cặp bò được kem này bò Vinh xin bán với giá là 20 triệu 700 ngàn nha cô chú anh chị, 20 triệu 700. Thì cô chú anh chị cảm thấy nghĩ thì alo cho bò Vinh liền ha. Con bên trái là 1m16, con bên phải là 1m1 ha. Rồi bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo nữa ha cô chú anh chị, lô số 6 nha. Rồi ở lô số 6 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị một con được xin xám và một con đực ba bê ha. Chiều cao của con được xin đó cô chú anh chị là 1m2 ha, còn con đực ba bê á, là 1m18 ha cô chú anh chị. Thì hai bò này chắc cũng cỡ 5 tuổi rồi cô chú anh chị ha. Ba bê á, thì nó cũng dẻo dẻo ha cô chú anh chị, nó cũng không có được mập lắm ha, có chiều cao nhưng mà nó cũng hơi mỏng. Còn con được xin thì thịt thà nó cũng có đó cô chú anh chị, cũng khá tròn ha. Thì anh chị thích xài con bò nào thì xài ha, bò Vinh cũng để vô quay chung vậy thôi cho cô chú anh chị, tách lẻ tẻ ra cũng bình thường ha. Hai con thì rất nghiêm chỉnh ha cô chú anh chị, giò cẳng đồ rất là ngon lành, đi đứng khỏe mạnh ha cô chú anh chị. Thì hai con thì cái chiều cao nó xem nhau, con mét 2 con mét 18 ha. Còn anh chị nào mà có đám tiệc rồi đó bắt được xin này về dỗ thời gian ngắn cũng ngon lành đó cô chú anh chị, hiện giờ thì nó cũng lên thịt nhiều rồi. Rồi bò Vinh cũng xin báo giá luôn ha cô chú anh chị ha. Cặp bò được một con xin con ba bê này bò Vinh xin bán với giá là 25 triệu 800 ngàn nha cô chú anh chị, 25 triệu 800. Thì cô chú anh chị xem xét ha, dàn da dàn lưng cũng được ba bê này cô chú anh chị. Ba bê này có sừng nó cỡ gần gang tay ha, màu lông màu da thì mướt rượt à, giò cẳng thẳng băng à, nhưng mà nó cũng không mấy gì mập đâu cô chú anh chị. Bò này cỡ 5 tuổi rồi, đực ba bê hơi dẻo ha, còn đực xin thì mập cô chú anh chị, cũng có thịt nhiều rồi ha. Đực xin mét 2, đực ba bê mét 18 ha, giá tiền là 25 triệu 800 ha cô chú anh chị. Anh chị cảm thấy nghi thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635 6635 ha, hoặc là cái số 0766856685 6685 ha. Rồi bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo nữa, lô số 7 nha cô chú anh chị. Rồi ở lô số 7 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị ba con bò được xin cũng thuộc loại bự bự cô chú anh chị ha. Đầu tiên con bò này thấp nhất trong đây nè cô chú anh chị, chiều cao sau lưng cái cục gu của con bò này á, là 1m18 ha, chỗ thấp nhất. Mẫu này mẫu cũng rất đẹp nè cô chú anh chị, thịt thà nó cũng nhiều ha. Tiếp theo thì con bò chính giữa này, bò này thì cô chú anh chị quan sát giò cẳng ha, cạnh đuôi bự, cái lưng nó thì nó bị phỏng rơm á cô chú anh chị. Chủ nhà nói rơm bị cháy á cô chú anh chị, rồi nó bị phỏng chút vậy đó, nó cũng liền lại cô chú anh chị, không có thẹo gì nặng nề đâu ha. Dàn xương rất thẳng ha cô chú anh chị. Bò này mét 23 nè. Đùi vai lưng nó cũng có thịt thà đâu, cũng tương đối ha cô chú anh chị. Vai cũng hở nè. Chiều cao con bò này là cao nhất trong đây, bò chính giữa ha cô chú anh chị. Rồi. Tiếp theo thì con bò bìa bên tay trái đó cô chú anh chị. Chiều cao của con bò bìa này nè là 1m22. Bò này thì nó hơi mỏng hơi dẻo ha, nó cũng không có bằng hai con vừa rồi, nhưng mà nó có chiều cao với lại dàn da dàn lưng của chú anh chị. Bò Vinh quay chi tiết ha. Thì cô chú anh chị có quan tâm vô cái mẫu bò được xin bự bự vậy nè cô chú anh chị, thì chú ý giùm cho bò Vinh cái lô bò ba con này ha. Chiều cao thì bò Vinh xin nhắc lại ha, con mét 18, hai con là con mét 22, con mét 23. Cái con vàng bánh mì thì nó mỏng dẻo nhất trong đây nè cô chú anh chị, con trước màn hình đó. Còn hai con còn lại thì thịt thà tương đối nhiều ha. Còn giá tiền của chú anh chị thì bò Vinh cũng xin báo luôn ha. Lô bò ba con này bò Vinh xin bán với cái giá là 38 triệu 500 nha cô chú anh chị, 38 triệu 500.
thì cô chú anh chị xem xét giùm cho bò Vinh ha. Mấy bò này cũng tầm 5 tuổi ăn lên rồi cô chú anh chị, có xác có tàn hết rồi. Thì anh chị có vườn rộng rộng hoặc là tích dỗ bò được xin á thì bắt lô bò này về dỗ thì cũng thấy cấp tốc á cô chú anh chị. Hai con cũng mập rồi, con thì hơi dẻo dẻo thôi. 38.500.000 ha cô chú anh chị ha. Còn anh chị muốn mua lẻ tẻ thì cứ alo bình thường ha cô chú anh chị. Bò Vinh cũng tách ra được bình thường lô bò này. Rồi, bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo nữa ha. Lô số 8 nha. Rồi, ở lô số 8 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị một con đực bò bê đen và một con bò bê kem đít muối ha cô chú anh chị. Thì đầu tiên cô chú anh chị quan sát dàn da dàn lưng của con đực bò bê này ha. Bò bê này thì bò bê đen chiều cao là 1m18 nha cô chú anh chị. Xương giò xương cẳng rất là thẳng ha. Tiếp theo thì con này cô chú anh chị kêu con kem cũng được ha. Nó cũng đít muối nè cô chú anh chị, nhưng mà nó cũng chưa có căng lắm. Cạnh đuôi nó khủng khiếp luôn, bò này cạnh đuôi rất bự ha. Bò này thì chiều cao nó là 1m16 nè cô chú anh chị. Cũng xương cối ha. Thì hai con bò này thì nó vô cái khung tầm khoảng 5 tuổi đó cô chú anh chị, gần 5 tuổi rồi. Con màu trắng thì dàn đùi nó rất là ok, nhưng mà nó cũng chưa có phải là bung căng tròn đâu cô chú anh chị, nuôi cũng chưa có mấy gì tới nè. Chiều cao của màu trắng là 1m16 ha. Cô chú anh chị kêu con kem hay hoặc là baby kem gì cũng ok hết trơn cô chú anh chị. Bò này thì mẫu là mẫu cũng rất là hay nè, F2 ha. Đùi dai lưng rất hở ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị quan sát ha. Nói chung thì con màu đen nó cũng thịt thà cũng khá nhiều đó cô chú anh chị. Chứ nó cũng không phải dạng dẻo dẻo đâu. Màu đen nó cũng tròn tròn ha. Còn con màu trắng thì cái dạng mông với cạnh đuôi nó cô chú anh chị nhìn thấy cũng biết liền ha. Con này mà bung ăn uống đầy đủ vô bung lên là ghê lắm cô chú anh chị. Chiều cao thì bò Vinh xin nhắc lại ha, con màu trắng là 1m16, còn con màu đen là 1m18 ha. Còn giá tiền thì cặp bò này bò Vinh xin báo giá luôn. Bò Vinh xin bán với giá là 35.500.000 ha cô chú anh chị. 35.500.000. Thì cô chú anh chị cảm thấy ý thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635 ha. Đằng dai của đực bò bê này cũng khá hở nè cô chú anh chị. Sừng nó sừng cui ha. Màu mè thì nó cũng chưa có được mấy gì mướt cô chú anh chị. Ăn uống thì cũng chưa có mấy gì tới nè. Cặp bò này. Rồi. 35.500.000 ha cô chú anh chị ha. Còn bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo. Lô số 9 ha. Rồi. Tiếp theo thì ở lô số 9 bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị một cặp bò đực kem sát. Loại lớn ha cô chú anh chị. Cái con bò này thì nó cũng bông gấm gấm đủ chỗ nè cô chú anh chị, bấm dưới yếm đó nè cô chú anh chị quan sát ha. Thì bò này chiều cao của nó là 1m28 ha, kêu là sắm bông ha cô chú anh chị. Sắm bông này 1m28. Đùi dai lưng của chú anh chị quan sát ha. Đòn thì cặp bò này đòn rất dài ha. Còn con màu trắng á cô chú anh chị, màu trắng này thì chiều cao nó là 1m26 ha. Mặt vuông ha cô chú anh chị. 1m26. Thì hai bò này cặp giò rồi nói chung rất là thẳng ha. Đòn thì đòn dài. Cũng dẻo dẻo thôi cô chú anh chị. Chưa có được mập lắm ha. Bò thì cũng gần 1m3 rồi. Thì cô chú anh chị quan sát trước ha. Bò Vinh thả ra thì nói chung nó rất là sung ha cô chú anh chị. Cặp bò này nó sung ghê lắm nên cũng cuộc để quay kỹ kỹ trước cho cô chú anh chị xem á. Con màu trắng nè cô chú anh chị. Dàn đùi nè ha. Cạnh đuôi nè cô chú anh chị, chạy chạy do vận chuyển xe cộ thuê cô chú anh chị, cũng có lỗi phải gì đâu. Giò chủ sao rất thẳng ha cô chú anh chị. Rồi, thì cô chú anh chị nào mà có quan tâm vô cái thể loại bò mà được sát loại bự vậy nè, thì chú ý cho bò Vinh cái lô bò này ha. Nói chung thì hai bò này tàn sát bự, với lại tuổi đời nó chắc cũng gần 2 năm tuổi rồi đó cô chú anh chị. Hai bò này cũng lớn tháng rồi. Mấy bò này dỗ thì cũng nhanh lên nè cô chú anh chị. Có khung có tàn sẵn hết rồi. Bò trắng mặt vuông cổ cần ngắn khúc khá hay bò ha cô chú anh chị. Hiện giờ thì mấy bò này cũng còn dẻo dẻo thôi cô chú anh chị. Anh chị về tấp thêm mồi màng rồi vô thêm thời gian ở
tầm khoảng 6 tháng thì hai con bò này lên thịt rất nhiều ha. Còn về cái giá tiền đó cô chú anh chị thì cặp bò này bò Vinh cũng xin báo giá luôn ha. Bò Vinh xin bán với cái giá là 37.500.000 nha cô chú anh chị. 37.500.000. Thì cô chú anh chị cảm thấy nghi thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635 ha. Anh chị alo dùm cho bò Vinh cái số điện thoại đó, nếu như mà nhiều khi máy bận đó cô chú anh chị thì chịu khó điện dùm cho bò Vinh số 0766856685 ha. Thì bò Vinh mới mở thêm cái số đó nữa ha. Chiều cao thì bò Vinh xin nhắc lại nha, con màu xám bông á là 1m28 ha. Dàn dài dàn lưng đó nè. Còn con màu trắng sữa này nè cô chú anh chị là 1m26 ha. Giá tiền là 37.500.000 ha cô chú anh chị ha. Rồi, bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo. Lô số 10 nha. Rồi, trong lô số 10 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị một con đực kem tương đối đẹp nè cô chú anh chị. Bò đực kem này tròn trịa, dài hở, lưng đôi. Nói chung thì mẫu thì cũng chuẩn nè cô chú anh chị. Chiều cao của con đực kem á là 1m23. Còn tiếp theo là con đực ba bê. Đực ba bê này thì bự hơn của chú anh chị. Đực ba bê này chiều cao là 1m26 ha. Đực ba bê thì mẫu mã thì ba bê F1 nhưng mà cũng rất lực ha. Rất rực, rất pin luôn của chú anh chị. Đực ba bê này rất là sung của chú anh chị. Thả ra là nó cổng con kem là chèm bẹp luôn của chú anh chị. Nên là bò Vinh cuộc ha. Anh chị chịu khó quan sát giùm bò Vinh ha. Nói chung thì nghiêm chỉnh, không có tật lỗi gì đâu của chú anh chị. Còn đực kem á thì mẫu mã thì chút xíu nữa bò Vinh thả ra dò cẳng đi đứng thì cũng ngon lành đó cô chú anh chị. Nói chung cặp bò này không có lỗi phải chỗ nào đâu ha. Chiều cao thì bò Vinh xin nhắc lại nha, con đực ba bê là 1m26, tầm khoảng là 2 năm tuổi ha. Còn con đực kem á là 1m23, đực kem này chắc cỡ 5,5 tuổi cô chú anh chị. Cô chú anh chị quan sát ha, đực kem chiều cao 1m23 nè. Bò này thì tròn trịa, nói chung là đòn cũng rất là dài của chú anh chị. Còn đực ba bê thì nó bự hơn cỡ 2 chấm của chú anh chị. Dàn da dàn lưng của đực kem nè, móng giò móng cẳng thì móng chúm móng sò ha của chú anh chị ha, nghiêm chỉnh ha. Còn đực ba bê của chú anh chị thấy cái đòn đó không, đòn nó rất là ok, cần cổ nó cũng đang lên thịt luôn của chú anh chị. Đương nhiên thì cặp bò này nó cũng còn dẻo dẻo thôi, nó cũng chưa có đặc lắm cô chú anh chị. Đầu cổ thì bò này dễ coi nè, sừng cũng sừng cui ha. Rồi, thì giá tiền thì cặp bò này bò Vinh cũng xin báo giá luôn ha. Bò Vinh xin bán cặp bò này với giá là 38.000.000 ha cô chú anh chị. 38.000.000. Thì anh chị nào cảm thấy nghi thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635 ha. Đực ba bê chiều cao thì bò Vinh xin nhắc lại ha, 1m26, đực kem 1m23. Xương cối nha cô chú anh chị, hai bò này dàn xương rất tốt ha. Con ba bê nó đang quạo mà con kem nó lại nó chọc nữa cô chú anh chị. Ba bê này thì nó rất là sung luôn cô chú anh chị, không có thả được luôn. Thả ra là nó nhảy nó cổng ghê lắm. Rồi, bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo nữa ha. Lô số 11 ha. Rồi, ở lô số 11 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị cũng ba con bò đực kem loại lớn ha. Đầu tiên con vàng đậm là 1m24 ha cô chú anh chị. Con chính giữa là 1m28 và tiếp theo là con bìa nè cô chú anh chị. Con bìa này thì bên trái nè, bò này thì là 1m26 nha. 1m26, 1m28 và 1m24 ha. Thì nói chung cũng xem nhau thôi cô chú anh chị, thì anh chị nào mà tính kiếm một cái lô bò đực lỡ mà vô cái khung dẻo dẻo như nè, thì nói chung là ba con bò này nó cũng rất là ngon lành. Nó cũng na ná nhau của chú anh chị. Cặp bò màu vàng lợt này thì nó na ná nè. Có con vàng đậm thì nó hơi dày hơn, nó lùn hơn của chú anh chị. Bù qua kéo lại ha. Vàng đậm này 1m24 thôi nhưng mà nó dày hơn. Cấp mình nó dày hơn nhiều của chú anh chị. Đi đứng nghiêm chỉnh ha cô chú anh chị ha. Không có tật lỗi gì đâu, có thì bò Vinh báo của chú anh chị biết rồi. Bò bự của chú anh chị nên bò Vinh cũng không có thả ra được ha. Thả ra nó quần nhiều quá, ba con lận.
thì anh chị chịu khó theo dõi ha. Còn chuyện đi đứng thì bò Vinh đảm bảo cho. Dàn da dàn lưng nè cô chú anh chị. Bò này là 1m26 nè. Dàn dai nè cô chú anh chị quan sát. Sừng thì cỡ tầm hơn nửa gan ha. Ba con bò này thì luồng tháng nó cỡ gần 2 năm tuổi cô chú anh chị. Cỡ 20 tháng ha. Con sọc dư gan nhẹ nè. Con bò này thì cũng dẻo dẻo thôi. Nhưng mà đòn thì con nào con lấy đòn rất là dài. Giò cẳng thì rất thẳng nha cô chú anh chị. Ba con luôn, giò thẳng băng à. Còn về cái giá tiền cô chú anh chị, thì cái lô bò ba con này bò Vinh xin bán với giá là 52 triệu ha. 52 triệu. Thì cô chú anh chị xem xét ha. Mua nguyên lô thì bò Vinh rất cảm ơn ha. Con màu vàng đậm nè. Nó dày lắm cô chú anh chị. Cấp mình nó dày với là xương, dàn xương của nó là lực nhất trong đây. Thì nói chung mẫu mã thì có sao bò Vinh quay vậy ha. Nói chung cũng không có tặc lỗi gì đâu. Có thì bò Vinh báo cô chú anh chị biết liền à. Con vàng đậm thì nó dày nhất ha. Nhưng mà chiều cao nó không bằng hai con vàng nhạt của chú anh chị. 52 triệu cho cái lô bò ba con này ha. Còn bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo. Lô số 12 nha. Rồi, ở lô số 12 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị một con đực kem cũng lấu lấu rồi cô chú anh chị. Nhưng màu lông màu da nó mướt mướt ha. Con đực xin thì cũng tương đối đẹp nè. Đực xin này thì chiều cao nó là 1m04 nè cô chú anh chị. Đực xin thì màu lông màu da nó mướt rượt ha. Con này thì chắc cũng tầm khoảng 8 tháng cô chú anh chị. Còn đực kem thì nó thấp hơn. Đực kem nó 9-8 ha. Có bụng nha cô chú anh chị. Dàn đùi thì tóp tóp. Nhưng mà giò sau thì rất thẳng ha. Đực xin thì mẫu cũng tương đối đẹp nè. Anh chị có luôn tiền mỏng mỏng bắt về thả nuôi chơi hoặc là nuôi dưỡng gì đó thì cặp bò này bò Vinh nghĩ cũng rất là ok. Đực kem á thì anh chị chịu khó chích sổ lãi, sổ sáng, lá gan đồ này nọ ha. Nó hơi có bụng tí xíu. Cái đùi nó thì hơi móp móp. Còn đực xin thì tương đối tròn trịa ha. Chiều cao thì bò Vinh xin nhắc lại nha. Con đực kem là 9-8 của chú anh chị. Tầm khoảng 6 tháng. Còn đực xin là 1m04. Trên 7 tháng bò ha. Rồi giá tiền của cặp bò này thì bò Vinh xin báo luôn ha. Bò Vinh xin bán với cái giá là 12.800.000 nha cô chú anh chị. 12.800.000. Thì cô chú anh chị cảm thấy nghĩ thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635 ha. Cô chú anh chị nếu mà điện cái số đó mà nó máy bận á cô chú anh chị, nhiều khi anh chị điện vô ngay lúc anh chị khác gọi á thì chịu khó điện dùm cho bò Vinh thêm cái số 0766856685 ha. Bò Vinh rất cảm ơn ha cô chú anh chị ha. Rồi, 12.800.000 cho cái lô bò hai con này. Còn bây giờ thì mình chuyển qua cái lô bò cái đầu tiên ha. Lô số 13 ha. Rồi, ở lô số 13 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị một con ba bê xám. Kiểu như kem xám cũng được cô chú anh chị. Cái ba bê xám bên tay phải cô chú anh chị. Chiều cao của con bò đó là 1m04 ha. Còn con kem trắng này, con kem trắng này thì chiều cao nó là 1m02 nè. Thì cặp bò này nó cũng dẻo dẻo dừa dừa. Anh chị nào xem xét có phương án nào thì tính ha. Nói chung thì nó cũng không có mấy gì thịt nhiều của chú anh chị. Nhưng mà nó cũng không có mấy gì ốm. Thì anh chị nào bắt cái con nào cũng được ha. Cái con xám xám này nè của chú anh chị. Đùi dai lưng nó cũng rất ok nè. Nhưng mà màu lông màu da nó thì cũng chưa mấy gì mướt ha. Chiều cao thì 1m04 ha. Còn con trắng nhỏ hơn chút. Chiều cao 1m02. Mặt mày đầu cổ nè cô chú anh chị quan sát ha. Thì cặp bò cái này thì cũng có lỗi phải gì, bò Vinh cũng xin báo giá nhanh luôn ha. Bò Vinh xin bán cặp bò này với giá là 13.500.000 nha cô chú anh chị. 13.500.000. Thì cô chú anh chị cảm thấy nghi thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635 ha. Nó cũng không quá ốm mà nó cũng có quá mập cô chú anh chị. Còn luồng tháng thì cặp bò này lớn tháng rồi. Luồng tháng thì cặp bò này chắc cũng cỡ 8 tháng ăn lên đó cô chú anh chị. Con này ba bê kem ha, kem xám ha. Rồi, bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo ha. Lô số 14 ha. Ở lô số 14 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị ba con bò cái ba bê. Thì nó vô cái khung cũng tròn tròn vậy đó cô chú anh chị. Nên bò Vinh bỏ vô quay chung ha.
Cái con thấp nhất trong đây là con đen đậm đó cô chú anh chị. Chiều cao của con bò đen đậm là 1m12. Còn con đang cổng cổng, con bò bông gấm gấm, chiều cao nó cao nhất trong đây 1m26 ha. 1m26. Còn cái con mà màu xám đậm đậm mà đùi rồi dung trùng này cô chú anh chị, bò này là chiều cao nó là 1m22. Bò này thì thịt nhiều nhất trong đây. Thì cô chú anh chị xem xét ha. Con màu đen cũng rất là ok. Màu đen này nó cũng trội nè cô chú anh chị. Dài lưng đùi rồi nói chung cũng rất là tròn ha. Con này thì nó hơi thiếu chiều cao ha cô chú anh chị. Chiều cao nó thấp nhất trong đây, 1m12 thôi. Rồi, thì cái lô bò ba con này bò Vinh cũng không có lỗi phải gì, bò Vinh cũng xin báo giá nhanh luôn ha. Bò Vinh xin bán lô bò ba con này với giá là 40 triệu nha cô chú anh chị. 40 triệu. Thì cô chú anh chị xem xét giùm cho bò Vinh ha. Thì con bông gấm gấm thì tàn sát có nhưng mà nó không có mấy gì có thịt đó cô chú anh chị. Được có con đen này với lại con xám xám đậm à. Con đen này cô chú anh chị quan sát càng da càng lưng nè. Rất ok ha. Rồi, chiều cao thì bò Vinh xin nhắc lại ha cô chú anh chị. Con xám bụng trắng đó cô chú anh chị, chiều cao là 1m22 nè, bò này nè, 1m22 ha. Dài lưng đùi đồ nói chung cũng ok. Dàn dài nó hơi lép lép của chú anh chị nhưng mà dàn mông nó rất dung ha. Con này nó thiếu dai chút xíu. Còn con gấm gấm thì thuộc dạng như bò dỗ thôi cô chú anh chị, dẻo dẻo ha. Con này nè, con này thì cao nhất trong đây, 1m26 ha. Còn con đen nhỏ nhỏ đó cô chú anh chị, 1m12. Giá tiền thì ba con là 40 triệu ha. Rồi, bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo, lô số 15 ha. Rồi, ở lô số 15 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị hai bò cái xin. Thì nói chung hai bò này nó cũng có lứa rồi cô chú anh chị. Con bên tay phải thì chiều cao nó trội hơn với nó mập hơn. Con bên tay phải chiều cao nó là 1m2. Và nói chung thì để chữa thì bò Vinh không biết ha. Bò Vinh bán theo kiểu như giá thịt thôi. Tại nhìn thấy nó cũng mập mập cũng ớn cô chú anh chị. Sợ nó nâng nè bò này. Bò này thì nó tròn, rất là tròn luôn. 1m2 bò ha cô chú anh chị ha. Bò dự án người ta bán một cặp cho bò Vinh đó thì bò Vinh bắt thôi. Còn cái con bò ốm hơn á cô chú anh chị, bò ốm dẻo thì chiều cao nó có 1m14 à. Bò này thì ngon lành, bò này thì bò Vinh mới tách con đó nè. Bầu vú nó còn căng luôn cô chú anh chị. 1m14 ha. Thì bò Vinh bán nha, giá nạm giá thịt thôi cô chú anh chị ha. Anh chị xem xét có phương án nào thì alo ha. Bò này nói chung cũng nhỏ con cô chú anh chị, cũng không có làm giống làm gì. Nhưng mà bò Vinh phải nói ha, đó bầu vú nó còn căng nè, con của nó thì bò Vinh bán rồi. Còn giá tiền thì bò Vinh cũng xin báo luôn ha, cặp bò này bò Vinh xin bán với cái giá là 18 triệu 500 nha cô chú anh chị. 18 triệu 500, thì cô chú anh chị xem xét giùm cho bò Vinh ha. Con 1m2 thì tròn mập lực cỡ hai lứa, còn con dẻo 1m14 thì ốm thôi cô chú anh chị, bò nạm ha. 18 triệu 500 cho lô bò hai con này. Còn bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo nữa, lô số 16 nha. Ở lô số 16 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị một con sinh lùng và con nghé cái 3B. Con sinh lùng này thịt thà nó cũng nhiều lắm cô chú anh chị, nhưng mà nó lùng ha. Chiều cao của bò sinh lùng là 1m07 cô chú anh chị. Cô chú anh chị quan sát ha, đùi dai lưng rồi nói chung là con bò mẹ đó thì cũng thịt cũng nhiều. Còn con bò nghé thì mắc sữa cô chú anh chị. Bò mẹ này thì cũng nhiều lứa rồi cô chú anh chị, tầm khoảng 6-7 lứa rồi. Thì anh chị có phương án là nuôi lấy con nghé hay là tách ra như thế nào đó, thì cho nó bự bự mình tách ra thì tính giùm bò Vinh ha. Nói chung thì giá tiền nó cũng rất là mềm cô chú anh chị. Bò Vinh xin báo giá luôn ha. Mẹ con này bò Vinh xin bán với cái giá là 11 triệu 200 nha cô chú anh chị. 11 triệu 200. Thì cô chú anh chị xem xét ha. Bò nghé cái thì rất đẹp cô chú anh chị, rúng yếm có luôn. Bò mẹ mắc sữa lắm, cực kỳ mắc sữa luôn. Nhưng mà nó già rồi cô chú anh chị, tầm khoảng 6-7 lứa rồi. Thịt thà thì còn nhiều ha. Đùi dai lưng đồ này nọ thì còn khá nhiều đó, bò mẹ đó cô chú anh chị. Chiều cao của con bò con là 7 tấc 8 cô chú anh chị, tầm khoảng 2 tháng ha, tháng rưỡi 2 tháng,
7 tấc 8, còn con bò mẹ là 1m07 ha, giá tiền là 11.200.000 ha. Rồi bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo nữa cô chú anh chị, lô số 17 nha. Ở lô số 17 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị con mẹ xin và con ngé được kem ha. Cô chú anh chị quan sát ngé được kem à, dài hở, nói chung là dàn lưng nó cũng rất là ok ha. Cổ cần thì ngắn khúc như bò F2 vậy cô chú anh chị. Nhưng bò mẹ thì lớn tuổi rồi, bò mẹ thì vú đồi mồi rồi ha cô chú anh chị. Nhưng mà nó rất là mát sữa ha. Bò mẹ thì chiều cao là 1m14 cô chú anh chị. Bò tầm khoảng 6 lứa, 7 lứa rồi cô chú anh chị. Còn con ngé được kem á thì nói chung á thì chắc cũng cỡ gần 3 tháng rưỡi, 4 tháng ha. Ngé được kem là 9 tấc 1 ha. Thì cô chú anh chị để ý ha, mẹ con này bò Vinh cũng có thể tách ra được bình thường cô chú anh chị. Nói chung thì bò con cũng tương đối bự rồi, cũng biết ăn rồi đó cô chú anh chị. Còn bò mẹ thì bò Vinh cũng bán nạm, bán thịt cũng bình thường ha. Bò mẹ sừng quấu, sừng cháu cô chú anh chị, bò chở 7 lứa rồi. Vú thì chỗ đồi bò rồi, nhưng mà sữa thì rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Thì mẹ con này cũng không có lỗi phải gì, bò Vinh cũng xin báo giá luôn ha. Bò Vinh xin bán mẹ con này với giá tiền là 15.500.000 nha cô chú anh chị. 15.500.000. Thì cô chú anh chị cảm thấy ngứa thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635 hoặc là cái số điện thoại 0766856685 ha. Bò mẹ tuy là trạng nhì nhưng mà nó cũng mướt cô chú anh chị. Dần da, dần lưng, thăng lưng đồ nó cũng còn thịt thà được chút đỉnh ha. Rồi 15.500.000 cho bộ mẹ con này ha cô chú anh chị ha. Còn video tới đây thì cũng khá dài rồi. Bò Vinh xin phép dừng tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong cái video tiếp theo, trong cái ngày gần nhất nha. Xin chào, bye bye.